Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi qua cái dạng số 2 bằng về vấn đề đa thức nội suy Newton. Đây cũng là một cái nội dung khá là quan trọng trong cái bài toán sắp xỉ một cái hàm số bằng một cái đa thức. Trong video trước thì chúng ta cũng đã có một cái nội dung bàn về vấn đề sắp xỉ này rồi. Đó chính là đa thức nội suy Lagrange và những ứng dụng khá là thú vị của nó. Thế thì tiếp tục với cái xu hướng sắp xỉ theo cái quan điểm như trên thì chúng ta sẽ đi vào cái dạng số 2. Còn này, thì trong cái dạng này chúng ta cũng đi sắp xỉ những cái hàm số bằng những cái đa thức. Nhưng trên cái quan điểm là ứng dụng lý thuyết sai phân vào trong cái việc xây dựng các cái đa thức nội suy. Còn này, trong phần này thì chúng ta sẽ tập trung vào các cái kỹ thuật để xây dựng các cái đa thức nội suy trên cơ sở là những cái mốc nội suy cách đều và những mốc nội suy tùy ý dựa vào lý thuyết sai phân và tỷ sai phân. Trước khi mà đi qua phần bài tập thì ta sẽ thống nhất lại một số các cái điểm lý thuyết. Trong chương trình mà các bạn học ấy, thì tùy theo mỗi trường, cái khối lượng kiến thức liên quan về đa thức nội suy Newton này nó cũng khá là nhiều và khá là phức tạp. Tùy theo cái khối lượng kiến thức cũng như là cái chương trình học của các trường đại học khác nhau mà người ta đưa vào cái kiến thức, đúng không? Cái khối lượng học về cái đa thức nội suy Newton này nó cũng có những cái sự đa dạng ha, nhiều hoặc ít tùy theo cái yêu cầu của từng cái khối lượng kiến thức. Tuy nhiên trong cái chương trình học này á, thì tiết học này thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một cái khối lượng kiến thức vừa đủ, không nhiều lắm nhưng mà cũng không ít lắm. Nè, về vấn đề xây dựng các cái lý thuyết đa thức nội suy Newton tiến, Newton lùi dựa vào lý thuyết sai phân và tỷ sai phân. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay vào cái nội dung ha. Trong phần này thì các bạn để ý cho thầy những cái điểm lý thuyết trọng tâm sau đây. Đầu tiên chúng ta sẽ nắm lại khái niệm cũng như là cái định nghĩa về sai phân của một hàm số. Ở đây người ta cho hàm số y bằng x xác định trên R và H là một số thực. Thế lúc này sai phân cấp 1 của hàm số fx nó là một cái đại lượng được ký hiệu là delta fx nha, là bằng f của x cộng h trừ chế fx. Như vậy ta thấy rằng là delta fx nó cũng là một hàm số và vì vậy bản thân cái hàm số này nó lại có sai phân ha. Cho nên nó cũng sẽ sinh ra cái sai phân của sai phân cấp 1 và người ta gọi nó là sai phân cấp 2. Và tương tự như vậy thì người ta có các cái sai phân lần lượt của sai phân cấp 2 thì gọi là sai phân cấp 3 vân vân như thế. Thì một cách quy nạp người ta định nghĩa cái sai phân cấp n cộng 1 của một cái hàm số fx được xác định bằng cái công thức sau đây. Đó là delta n cộng 1 fx thì bằng delta của delta n fx. Và cái điều này là được định nghĩa theo quan điểm của quy nạp đúng với mỗi n thuộc n. Và lưu ý rằng trong cái trường hợp mà n nó bằng 0 á, thì người ta quy ước rằng là cái sai phân cấp 0 của cái hàm số fx thì là chính nó. Nha, là chính nó. Thế ở đây định nghĩa sai phân là chẳng qua nó là cái sự sai lệch giữa giá trị của hàm số tại một cái vị trí x so với cái vị trí khác. Lệch đi một cái đoạn là h đơn vị mà thôi. Có đúng không? Đấy. Bản chất của sai phân nó là như vậy. Rồi, thế thì sai phân á, nó có những tính chất như thế nào? Tại sao? Ở trong cái phần này thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn những cái tính chất khá là quan trọng và nó cũng sẽ được ứng dụng nhiều trong cái phần bài tập. Cái tính chất đầu tiên đó là người ta bảo rằng là sai phân của các hàm số đó nó sẽ có tính tuyến tính. Có tính tuyến tính, có nghĩa rằng nếu ở đây chúng ta có hai cái hàm số f và r đều có tập xác định là rh và với mẫu alpha beta là thuộc r á, thì ta sẽ có delta của một cái hàm số thứ ba được tạo ra từ f và r, đó là bằng alpha f cộng beta r. Thì delta của alpha f cộng beta r thì nó bằng alpha của delta f cộng beta của delta r. Có nghĩa là nó tuyến tính, như thế này người ta gọi là tuyến tính, cái phép toán delta này nó đưa vào trong được và hàng số thì có thể đưa ra ngoài cái delta này được. Đúng không? Đó. Đây là cái tuyến tính ha. Rồi. Cái tính chất thứ hai đó là người ta bảo rằng là nếu như cái hàm số của chúng ta nó là một hàm hàng thì sai phân của nó là bằng 0, có nghĩa là nó không có cái sai lệch ha, và điều này đúng với mẫu C thuộc R. Cái điều này là khá hiển nhiên vì lý do các bạn thấy rằng nếu như ta xét cái hàm F nó đi từ gì, nó đi từ R ha, vào R, cái điều này khá là dễ thấy, biến một cái giá trị x qua bên này là C, C này là cố định. Như vậy ta sẽ có rằng là f của x cộng h mà trừ cho fx thì nó chính là bằng c trừ c, nghĩa là nó bằng 0 và đây chính là delta fx.
đúng chưa? Đấy, như vậy là người ta bảo rằng là sai phân của một hàng số thì luôn luôn là bằng zero, điều đó là hiển nhiên. Cái thứ hai nữa là những cái công thức liên quan với cái đa thức. À, sai phân cấp n của x mũ n á, thì nó được tính là bằng n dây thừa nhân h mũ n, được chưa? Trong đó h chính là cái giá trị sai lệch ha, đấy, giữa các cái x và x cộng h. Đấy, thì cái này nó sẽ được chứng minh khá là đơn giản bằng cái phương pháp quy nạp. Các bạn có thể chứng minh cái này rất là đơn giản. Các bạn xét cho trường hợp n bằng bằng 1 rồi n bằng 2 vân vân, trong trường hợp tổng quát các bạn có thể chứng minh nó rất là dễ. Đúng không? Cái này nó cũng không khó lắm. Cái thứ hai nữa là gì, các bạn lưu ý rằng là delta m của x mũ n thì luôn luôn bằng không với mọi m lớn n. Đây là một cái điều khá là quan trọng. Đấy, có nghĩa rằng là nếu chúng ta lấy cái sai phân của xn mà cái bậc của sai phân đó mà nó lớn hơn so với cái bậc của x này thì lập tức cái sai phân nó sẽ bằng zero ngay. À, đấy. Đi chưa nào? Rồi. Thế thì điều này là rõ ràng thôi. Vì lý do là các bạn thấy là delta n của x mũ n á, thì nó sẽ bằng n dây thừa nhân h mũ n mà. Mà cái này nó là hàng số rồi. Có đúng không? Cái này nó là hàng số rồi. Phải không? Đấy, nó là hàng số. Cho nên theo cái tính chất ở đây này này, sai phân một lần nữa của một hàng số thì luôn luôn bằng không. À, cho nên là cái kết quả này nó có được thì nhờ vào cái tính chất ở đây này. Phải không? Đấy. Rồi, cái tính chất thứ tư đó là gì? Nếu Px là một cái đa thức bậc n thì người ta tính ra được là delta Px nó sẽ bằng sigma y chạy từ 1 đến n của h mũ y chia cho y dây thừa nhân cho đạo hàm cấp y của cái đa thức x đó, của cái đa thức Px đó. À, đấy. À, cái này có thể thầy lấy cái ví dụ để cho nó dễ thấy nha, cho trong trường hợp tổng quát thì nó hơi hơi rườm rà ha. À, ta sẽ không đi sâu vào vấn đề chứng minh mà ta sẽ đi kiểm chứng là chủ yếu ha. Ví dụ như ở đây thì xét cái Px của chúng ta đó. À, là bằng một cái đa thức bậc 2 đi. Ax bình cộng bx cộng c. Được chưa? Rồi ta kiểm tra thôi có thứ điều này đúng không nha. Như vậy delta Px là bằng cái gì? Delta Px chính là sai phân cấp 1 của nó. Như vậy theo công thức là nó bằng P của x cộng h trừ cho Px chứ gì nữa. Có đúng không? À, như vậy theo công thức thì cái này nó sẽ ra A nhân cho x cộng h tất cả bình phương này. Cộng cho B nhân x cộng h và cộng cho c. Rồi ta trừ cho Px có nghĩa là trừ cho Ax bình phương cộng bx cộng c. Đấy. Thế ta rút gọn cái này đi coi thứ nó bằng bao nhiêu nha. Như vậy các bạn nếu mà khai triển cái này ra thì nó ra là ax bình phương cộng 2 lần ahx đúng không? Đấy, rồi cộng cho ah bình phương. Rồi cộng cho bx cộng cho bh cộng cho c trừ cho ax bình trừ cho bx trừ c. Cái đúng không? Đấy, các bạn khai triển cái này ra. Thế thì rút gọn đi thì ta sẽ được những cái đại lượng có thể rút gọn được, đúng không? Đấy, ax bình với ax bình hết này. Rồi chỗ này là ta có bx với bx hết này. Chỗ này c với c hết luôn này. Đấy, như vậy nó còn cái gì các em? Nó còn lại là a 2 lần ahx. Đúng không? Rồi cộng cho ah bình phương rồi cộng cho bh. Đây chính là kết quả của delta p. Thế bây giờ ta kiểm tra cái vế bên phải nha. Thế thì lúc này sigma y ở đây nó sẽ chạy từ 1 đến mấy? Đến n, n ở đây chính là bằng 2 đúng không? 1 đến 2. Của gì? Của h mũ y chia cho y dây thừa nhân cho p đạo hàm cấp y của x. Đúng không? Như vậy nếu mà cái này viết khai triển ra là bằng này. Đầu tiên ta cho y bằng 1, như vậy nó thành là h chia cho 1 dây thừa này nhân cho p đạo hàm theo biến số x này. Cộng cho h bình phương này chia cho 2 dây thừa này nhân cho b đạo hàm cấp 2 theo biến số x này. Cái đúng không? Rồi ta tính ra nha. Như vậy cái này h chia cho 1 dây thừa là bằng h này. P đạo hàm là bằng 2 lần ax cộng b này. Đúng không? Đây, 2 lần ax cộng b. Rồi đem cộng với gì? H bình phương. Đúng không? Chia cho 2 dây thừa là bằng 2 này. Nhân p này đạo hàm cấp 2 có nghĩa là lấy cái này đạo hàm lần nữa là ra là bằng 2a này. Như vậy cái này kết quả là bằng gì? Có phải là 2ahx không? Đúng chưa? Rồi. Chỗ này thành là cộng cho BH hả? Đấy, rồi cái này các bạn rút gọn hai con hai này đi thì còn lại là cộng cho gì? AH bình phương. Và các bạn thấy hai cái kết quả này là nó giống y chang nhau chưa? Đó. Có thấy không? Đấy, nó như nhau. Đấy, có nghĩa rằng là cái đẳng thức này này nó đúng không những cho cấp 2 đâu mà cho trường hợp cái đa thức này có bậc n tùy ý. Ở đây có điều là ở đây thầy lấy cái ví dụ để kiểm chứng cái đẳng thức này trong trường hợp đa thức bậc 2 thôi nhé. Các bạn có thể
chứng minh trong cái trường hợp đa thức bậc n ha, đa thức bậc n. Tất nhiên rằng những cái bài này là hầu như là chúng ta có thể sử dụng một cái phương pháp khá là quen thuộc, đó là phương pháp chứng minh quy nạp ha. Đấy. Rồi tiếp tục dưới đây nó cũng có một loạt các cái tính chất nữa về cái sai phân. Đó là người ta bảo rằng là f của x cộng n lần h thì nó bằng sigma y chạy từ 0 cho đến n của tổ hợp chập y của n phần tử này nhân với cái sai phân cấp y của cái hàm số x nhá. Đấy. Đây là một cái đẳng thức cũng khá là thú vị. Được chứng minh cũng sẽ bằng quy nạp thôi. Và điều này đúng với mọi n. Rồi cái tính chất tiếp theo là delta n fx, có nghĩa là cái sai phân cấp n của hàm số x ấy. Đúng không? Trong trường hợp tổng quát thì nó được tính theo công thức là sigma y chạy từ 0 đến n của trừ 1 mũ y nhân cho cin, có nghĩa là tổ hợp chập y của n phần tử ấy. Rồi nhân với f của x cộng cho n trừ y nhân h. Và điều này đúng với mọi n thuộc n. Đây là một cái tính chất cũng khá là thú vị để áp dụng cho cái công thức tính đạo hàm cấp cao ha. À, quên nhầm, tính sai phân cấp cao hả của một cái hàm số tổng quát. Rồi cái tính chất cuối cùng đó là nếu như fx là một hàm khả vi liên tục đến cái cấp n, khả vi liên tục nha, trên cái đoạn AB và cái khoảng từ x đến x cộng h nó là một cái khoảng con của cái đoạn AB này, thì lúc này người ta chứng minh được một cái đẳng thức. Một cái đẳng thức đó là sai phân cấp n của f(x) chia cho h mũ n đó thì nó sẽ bằng f đạo hàm cấp n của x cộng cho theta n nh, và cái theta này á nó là một cái giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1 và nó phụ thuộc theo cái cấp của sai phân này. Ứng với mỗi n thì nó có một cái theta riêng nhé. Ví dụ như n bằng 1 thì nó có một cái theta tương ứng, n bằng 2 nó có một cái theta tương ứng nhé. Nó phụ thuộc theo n chứ không phải là cái theta này là con số cố định, nó không phụ thuộc theo n là không có đúng, được chưa nè. Thế thì các bạn thấy rằng là cái đẳng thức này này nó cho chúng ta một cái thông tin là gì? Như vậy điều gì xảy ra khi cái giá trị h này nó là một số xấp xỉ bằng không? Như vậy khi h mà nó dần về không, đúng không? Được chưa? Các bạn để ý rằng là dựa vào cái tính khả vi liên tục này. Đấy. Cho nên là chúng ta có thể cho h tiến về không. Thế thì khi mà h nó tiến về không thì rõ ràng cái f đạo hàm cấp n của x cộng cho theta nh này nó sẽ tiến về f đạo hàm cấp n của x thôi. Đấy, cái này có được là do cái tính liên tục đạo hàm cấp n là liên tục này nhé. Đấy. Rồi thế thì lúc này cái này nó sẽ tiến về không, và lúc này cái lượng này này do cái tính chất đó cho nên cái lượng này thì nó sẽ sắp xỉ bằng. Như vậy chứng tỏ rằng là ta rút ra được cái kết luận là gì? Do cái h này nó sắp xỉ bằng không cho nên cái đạo hàm cấp n của x cộng cho theta nh này nó sẽ sắp xỉ bằng. Đó, đấy, sắp xỉ bằng đạo hàm cấp n tại x. Thế cái lượng này thì nó bằng gì? Cái lượng này thì nó là bằng delta n fx chia cho h mũ n. Được chưa? Đấy, h mũ n. Cho nên là tính ra là ta có kết luận là gì? Đạo hàm cấp n của x ấy, thì nó sẽ xấp xỉ bằng delta n fx chia cho h mũ n. Cái công thức này nó cho chúng ta một cái kết luận là gì? Trong cái trường hợp mà nếu mà các bạn lấy cái bước nhảy từ x đến x cộng h mà nó đủ đủ ngắn ha, đủ ngắn gần nhau thì xem như hai cái này là một. Có nghĩa là thay vì ta tính đạo hàm cấp n thì ta tính sai phân cấp n và thì h mũ n là được nha. Đấy, đó là một vài cái tính chất khá là quan trọng của cái sai phân. Rồi, như vậy là qua cái phần này thì các bạn lưu ý cho thầy rằng là trong cái trường hợp của một cái đa thức ấy, thì lưu ý rằng là bất kỳ cái đa thức mà n nào ấy, thì sai phân cấp n cộng 1 của nó trở đi, có nghĩa là bất kỳ cái sai phân cấp nào mà lớn hơn cái bậc của đa thức thì lập tức cái sai phân đó nó sẽ bằng không này. Đó, sai phân bằng không vì ta áp dụng được hai cái tính chất này. Đấy, hai cái tính chất này người ta kết luận được là nếu như PN PX là một cái đa thức bậc n thì sai phân cấp từ n cộng 1 trở lên của cái đa thức đó nó sẽ bằng không hay. Đó là cái điểm mà chúng ta lưu ý nhé, để ta áp dụng trong cái phần bài tập. Còn những cái tính chất này này thì chúng ta sẽ nắm được cái ý nghĩa của nó thôi, chứ trong phần bài tập thì nói chung ta ít cái dùng tới. Rồi, đó là cái
cái lý thuyết về sai phân và sai phân cấp cao. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua tiếp tục cái điểm lý thuyết thứ hai. Đó, cái điểm lý thuyết thứ hai là một số cái quy tắc nội suy hàm số có mốc nội suy cách đều. Đây là cái phần trọng tâm của cái dạng toán số 2 này. Rồi, bây giờ ở đây ta sẽ để ý một chút này. Bây giờ ta xét cái hàm số y bằng fx với các mốc nội suy cách đều trên cái đoạn AB được trình bày như thế này. Đó là x0 là bằng a nhỏ hơn x1 và bằng nhỏ hơn xn nhỏ hơn a bằng b. Có nghĩa là ta chia cái đoạn AB này ra thành n đoạn bằng nhau. Và mỗi đoạn thì cách nhau một khoảng là bằng h. Nhưng mà theo công thức tính thì chúng ta biết rằng cái h này chính là bằng gì? Cái h này bản chất của nó chính là bằng b trừ a chia cho n. Đúng không? Đấy, chia thành là n đoạn bằng nhau mà. Đó. Cho nên là cái đoạn h này này là cố định ha. Rồi, và người ta cho giá trị của các hàm số tại các mốc nội suy luôn. Fxy là bằng y với y chạy từ 0 cho đến n. Thế thì bây giờ người ta muốn tìm một cái đa thức nhé. Tìm một cái đa thức mà cái đa thức đó nó được xem như là đa thức có cái giá trị trùng với giá trị của hàm số tại các mốc nội suy này. Đúng không? Đấy. Bây giờ anh đi tìm cho tôi một cái đa thức nha, mà cái đa thức đó nó sẽ trùng với cái giá trị của hàm số tại các mốc nội suy. Đấy. Vì bản chất nó đã được thực hiện rồi và chúng ta đã từng làm một cái đa thức như vậy, đó chính là đa thức nội suy Lagrange rồi. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ sử dụng lý thuyết sai phân để chúng ta xây dựng một cái đa thức nữa. Một cái đa thức nữa. Một cái đa thức đó nó sẽ được thực hiện trên cơ sở của cái bảng sai phân sau đây, người ta gọi là đa thức nội suy Newton. Rồi. Thế thì với một cái hàm số y bằng với x mà nó cho các mốc nội suy và giá trị của hàm số tại các mốc nội suy rồi, thì các bạn sẽ lập một cái bảng như sau, người ta gọi là bảng sai phân này. Đầu tiên là y. Y là rõ ràng ở đây nó chạy từ 0 đến n. Được chưa? Rồi xy chính là các cái mốc nội suy chúng ta từ x0 cho đến xn. Và yy chính là từ x0 cho đến yn, đây chính là giá trị của hàm số. Thế lúc này từ đây này, các bạn sẽ lập cho thầy các cái sai phân. Và các cái sai phân có bậc từ bậc 1 cho đến bậc n. Được chưa? Đấy. Thì ở đây ta sẽ lập các cái sai phân bậc 1 của nó, thì cái cột này sẽ bao gồm các cái sai phân bậc 1. Như vậy, h ở đây là giá trị cố định rồi. Và nó chính là sự sai lệch giữa các cái giá trị xy cộng 1 so với kỳ. Đúng không? Đấy, như vậy là x1 mà trừ x0 này chính là h này. X2 trừ x1 cũng chính là h này, vân vân. Xn trừ n trừ 1 này cũng chính là h. Rồi, thế thì các bạn để ý rằng là theo định nghĩa của sai phân á, cấp 1 á, thì cái delta y0, phải không? Delta y0 nó bằng cái gì? Delta y0 này á, nó chính là bằng lấy cái y1 này này, các bạn trừ cho y0. Đúng không? Đấy, hồi nãy ta nắm định nghĩa rồi. Delta của fx chính là bằng gì? Chính là bằng f của x cộng h trừ cho fx mà. Đúng không? Như vậy delta y0 chính là bằng f của x0 cộng h trừ cho gì? Trừ cho f gì? Fx0. Đó, như vậy cái này delta y0 có nghĩa là delta của fx0 á chính là bằng f của x0 cộng h trừ cho fx0 gì nữa. Cái đúng không? Như vậy cái đây x0 mà cộng h là chính là bằng x1. Phải không? Như vậy nó chính là bằng fx1 trừ fx0. Nghĩa là bằng y1 trừ y0. Có, theo đúng định nghĩa. Như vậy là delta y0 là các bạn lấy cái y1 này trừ y0. Được chưa? Rồi tương tự như vậy. Thế delta y1 là bằng gì? Delta y1 là các bạn lấy y2 trừ cho y1. Vân vân như vậy cho đến tới cái delta yn trừ 1 thì các bạn lấy yn trừ cho yn trừ 1. Được chưa? Đấy, ta lấy cái số dưới, ta trừ cái số trên thôi. Còn tại cái delta của yn là không có nha. Vì ở dưới này nó không có cái giá trị nào nữa cả. Nha. Cho nên tới đây thôi. Tới cái delta của yn trừ 1 là ta dừng rồi. Tương tự như vậy, thì các bạn nắm được rằng là sai phân cấp 2, bản chất sai phân cấp 2 là gì? Là sai phân của sai phân cấp 1 mà thôi. Cho nên để tính các cái sai phân cấp 2 đây này, các bạn lấy các cái sai phân cấp 1 dưới trừ cho sai phân cấp 1 kế trên nó, thì ta được cái sai phân cấp 2 tương ứng. Nhá. Như vậy là lấy ở dưới này trừ lên trên là nó ra kết quả ở cái delta tương ứng. Như vậy ở đây thầy lấy cái delta y1 mà thầy trừ cho cái delta y0 là nó sẽ ra kết quả là gì? Delta 2 của y0. Tương tự như vậy thầy lấy cái delta của y2 ta trừ cho delta y1 thì ra delta 2 của y1. Vân vân như vậy, quá trình này sẽ được thực hiện cho đến delta 2 của yn trừ 2. Nhá. Đấy, như vậy là càng về phía bên ta phải
số lượng của sai phân cấp càng cao nó sẽ càng ít, đúng không? Càng ít. Ví dụ như cái delta cấp 1 thì nó có n trừ 1 cái, delta cấp 2 thì nó có n trừ 2 cái. Như vậy đến cái delta nii thì nó chỉ còn lại là 1 cái thôi, cái đúng không? Đấy, như vậy đến cái cột cuối cùng mà nó chỉ còn một cái sai phân cấp n của zero thôi. Đấy. Và khi các bạn tính được cái bảng này nè. Đấy, thì quá trình tính tới cấp 3 thì cứ lấy sai phân của sai phân cấp 2 thôi. Là cứ thế. Như vậy là ta xây dựng từ cái thông tin ban đầu này thì ta tính tất cả các cột sai phân này được ra ngay. Rồi sau khi có toàn bộ tất cả những cái sai phân từ cấp 1 cho đến cấp n của ii á thì các bạn sẽ xây dựng được hai cái đa thức mà nó thỏa mãn cái điều kiện bài toán nha. Đây, nó thỏa mãn cái điều kiện bài toán là cái đa thức đó nó sẽ có giá trị trung với giá trị của hàm số x tại cái vị trí cây này này, gọi là tại các mốc phụ si á. Thì nó có hai cái cách để chúng ta trình bày cái đa thức đó ra, người ta gọi là đa thức nội suy Newton dạng tiến và dạng lùi. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn để ý ở đây nha. Đây, thầy sẽ xóa cái này đi để cho nó dễ thấy. Đấy. Rồi ở đây nha, các bạn để ý rằng là cái đa thức mà chúng ta cần tìm mà nó thỏa mãn cái điều kiện bài toán đấy ha. Đó là cái đa thức có dạng như thế này. Sau khi có các bảng sai phân thì các bạn sẽ dựa vào trong toàn bộ cái dòng đầu tiên. Tính từ y nhá. Đó, ta lấy tất cả các cái thông tin đầu tiên này. Đó, để ta ghi cái đa thức nội suy Newton ra. Thì đa thức nội suy Newton mà lấy tất cả các thông tin cái dòng đầu tiên của các bảng sai phân này người ta gọi là đa thức nội suy Newton dạng tiến. Thì cấu trúc của nó người ta ký hiệu là NNX vì nó là một cái đa thức bậc N nhá. Được tính là bằng lấy I0 đây này. Cộng với delta y chia cho 1 chia thừa nhân h mũ 1. Đây, delta 0 nha. Rồi nhân với x trừ x0 nha. Rồi như vậy là cái y á 0 đây á là sẽ được bỏ vô đây. Rồi cái delta y0 là bỏ vào đây. Rồi tiếp tục là tới delta 2 y0 có nghĩa là cái sai phân cấp 2 của y0 đó. Chia cho 2 dư thừa nhân h bình phương x nhân trừ x0 nhân x trừ x1. Và cộng mãi như vậy cho đến tới cái delta n của y0. Như vậy chia chỗ này là n dư thừa nhân cho gì? H mũ n, phải không? Thừa số cho x trừ x0 nhân cho x trừ x1 nhân cho vân vân từ x trừ xn trừ trừ 1. Được chưa? Đấy, đây chính là cái công thức của cái đa thức nội suy Newton. Và cái việc mà đi kiểm tra qua thử cái đa thức này nó có thỏa mãn điều kiện rằng là n của xi nó có bằng fxi không? Đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ dễ thôi và điều này phải đúng chạy từ 0 cho đến n nha. Đấy. Thì ta sẽ kiểm tra thôi, cái này nó cũng không khó lắm. Được chưa? Đấy, cái này ta sẽ tự thay vào ta kiểm tra thôi, người ta chứng minh được rồi. Chúng ta không cần phải đi kiểm tra nữa. Thì cái đa thức Newton mà được viết như này người ta gọi là đa thức Newton nội suy Newton dạng tiến. Cái thứ hai là gì? Trong trường hợp móc cách đều á thì trong cái đa thức nội suy Lagrange nó cũng có cái tính chất đó là ta sẽ đạt x bằng x0 cộng th. Thì lúc này cái đa thức nội suy Newton này này nó có thể được viết lại dưới dạng theo cái biến t chứ không theo biến x nữa, là nó có cấu trúc như thế này. Cái điều này có được rất là đơn giản thôi, các bạn thay cái x này bằng x0 cộng th vào đây, vào trong toàn bộ cái đa thức nội suy Newton này à, thì nó sẽ biến thành cái đa thức mới. Thì thực ra đó thì viết lại dưới dạng này thì trông có vẻ nó gì cả, nó gọn lại thôi, phải không? Nó gọn lại dễ nhớ hơn, được chưa? Đấy, thì nó sẽ có hai cái hình thức ha. Khi các bạn lập bảng sai phân xong thì các bạn sẽ viết hai cái cấu trúc này ra. Tùy ví dụ như là nhiều khi chúng ta sẽ dùng theo công thức theo t, nhưng mà nhiều khi chúng ta có thể để nguyên này ta dùng công thức theo x, chả sao cả ha. Thì cái việc thay vào thì nó đơn giản thôi, cái chỗ này y0 thì cứ vẫn thế vào y0 thôi. Chỗ này x0 cộng th thì các bạn thế vào đây. Thế x0 này thay bằng là x0 cộng th. Thế thì cái bằng trừ hai cái x0 này nó còn lại là th thôi. H đây với h này rút gọn này. Như vậy là còn lại là delta y0 nhân cho t chia cho 1 dư thừa. Đó, nó chính là cái số hàng này đúng không? Tương tự như vậy các bạn thay cái x này là bằng x0 cộng th vào nhá. Đây, cái này là cũng x0 cộng th vào. Đấy, thì các bạn sẽ tính ra được cái này này. Đấy, nó tính ra được cái số hàng này này. Đấy, nó tương tự thôi, nó không có gì khó đâu ha. Rồi.
vân vân như vậy cho đến cái số hạng cuối cùng. Như vậy ta sẽ được hai cái cấu trúc theo x và theo t của đa thức nội sinh Newton dạng tiến. Được chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục ta sẽ xây dựng cái cấu trúc của cái đa thức nội suy Newton cũng thỏa mãn cái điều kiện giống như dưới này nhé. Có nghĩa là nó cũng sẽ có cái giá trị tại cái mốc nội suy ấy, thì bằng cái giá trị của hàm số biết đã cho. Đấy. Thì cái đa thức nội suy mà người ta viết lại ở một cái trạng thái khác người ta gọi là đa thức nội suy Newton dạng lùi. Đa thức nội suy Newton dạng lùi. Thì đa thức nội suy Newton dạng lùi nó có cấu trúc như thế nào? Rồi bây giờ ở đây thầy sẽ dùng lại cái bảng này nhé. Để cho nó tiện thì thầy sẽ dùng lại cái bảng này. Rồi, nhưng mà ta sẽ viết ở dưới dạng lùi. Thế dạng lùi thì các bạn để ý rằng dạng lùi thì nó lấy các cái số liệu theo cái đường chéo đây này. Đấy, nó lấy đầu tiên nó lấy từ y n này. Sau đó lấy từ y delta y n trừ 1 này. Vân vân như vậy. Đấy, tới cái delta n y rồi. À, nó lấy cái đường chéo này. Nha. Thì chúng ta sẽ có được công thức nội suy Newton dạng lùi như sau. Đây. Đầu tiên nó lấy cái y n này. Thấy chưa? Lấy cái số hạng này này. Rồi cộng cho delta y n trừ 1 chia cho 1 chia thừa nhân h mũ 1 thì công thức nó tự tự giống trên này này, nhưng mà thay vì ở trên này nó lấy là delta y0 delta 2y0 vân vân hả, thì nó lấy theo cái chiều này, người ta gọi là lấy lùi. Như vậy là delta y n trừ 1 chia cho 1 chia thừa nhân h mũ 1 thừa số cho x trừ x cái n, như vậy là trừ cho cái x cái n này. Được chưa? Đó. Tiếp theo là delta 2 y n trừ 2, như vậy là tiếp theo nó sẽ nằm ở cái phần ở cái sai phân cấp 2 này. Chỗ này nó sẽ có cái delta gì các em? Delta 2 của y n trừ 2 nha. Như vậy chỗ này chia cho 2 dư thừa nhân h bình phương thì cái số thừa số đây bắt đầu nó sẽ tăng nhiều lên là x trừ xn rồi nhân với x trừ x1. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Mãi cho đến khi mà nó lên tới cái vị trí của delta n y0. Như vậy chỗ này phải chia cho n dư thừa nhân h mũ n và nhân cho tất cả các cái thừa số là x trừ n này, x trừ n trừ 1 vân vân tới x trừ 1 nha. X trừ 1 đây. Được chưa? Thì cái này người ta gọi là Newton dạng lùi. Và rõ ràng cái đa thức này này nó cũng đảm bảo được tính chất là n của x tại vị trí xy thì nó cũng sẽ bằng fxy. Hai cái này chắc chắn bằng nhau với mọi y chạy từ 0 cho đến n. Cái đa thức này này nó cũng đảm bảo được tính chất này. Dạ. Rồi tương tự nếu như chúng ta đặt x là bằng xn cộng th chứ không có đặt x bằng x0 cộng th nha, mà ta đặt dạng lùi, mà có nghĩa là xuất phát từ cái mốc xn này ta lùi lại thì x bằng xn cộng th thì cái đa thức nội suy Newton dạng lùi này nó sẽ được viết lại theo một cái cấu trúc mới theo biến t. Đó là nn của xn cộng th thì sẽ bằng yn này, rồi thay cái này vô là bằng xn cộng th. Thì các bạn rút gọn hai cái n này đi, còn lại là th chia cho cái h này là còn lại là t. Như vậy nó thành là delta của yn trừ 1 nhân t chia cho 1 dư thừa. Đó chính là cái số này. Đúng không? Tương tự như vậy, ta cũng làm y chang như trên này này. Đó, các bạn thay cái này vô là bằng xn cộng th, thay cái này vô là bằng xn cộng th. Vân vân như vậy. Thì các bạn sẽ được rút gọn cái này lại này thì các bạn sẽ được cái số hạng này. Đó, được chưa? Rất là đơn giản, thay vì xn mà trừ xn trừ 1 thì cái lượng này nó sẽ bằng h này. H mà cộng cho th đã khác âm thừa số chung này. Bên đây là còn lại là h nữa, bình phương rút gọn là x này. Thấy chưa? Như vậy nó còn lại là delta 2 của yn trừ 2 chia 2 dư thừa thôi này. Và bên này nó còn lại là t với là t cộng 1 phải không? Đấy, vân vân thôi, ta rút gọn nó mãi cho đến cái số hạng cuối này thì nó bằng cái này. Như vậy so với công thức trên thì công thức dưới này trông có vẻ nó dễ nhớ hơn. Có phải không nhỉ? Đấy, nó dễ nhớ hơn thôi và nó gọn hơn theo cái biến t. Như vậy nó có hai cái cách viết theo cái đa thức nội suy Newton dạng tiến và cái đa thức nội suy Newton dạng lùi. Các bạn rõ chưa? Như vậy để viết được các cái công thức nội suy này này. Đấy, thì các bạn cố gắng nắm vững cái quy trình lập cái bảng nội suy lập cái bảng sai phân. Các cấp từ cấp 1 cho đến cấp n của các cái y đúng không? Đây thực tế nó chính là sai phân cấp 0 đây. Cái cột đầu tiên này này, thực tế nó chính là sai phân cấp 0. Đây là sai phân cấp 1, đây là sai phân cấp 2 vân vân, đây là sai phân cấp n. Được chưa? Và sau khi có bảng sai phân thì các bạn phải nhớ cái công thức tính cái công thức dạng tiến theo x. Còn cái chuyện mà viết lại cái biến theo t đó thì các bạn cứ nhớ công thức và thay vào thôi. Cái đoạn này thì nó không khó lắm. Được chưa nào? Rồi, như vậy là đây thầy
Nhắc lại một lần nữa, chúng ta có hai cái cấu trúc của cái đa thức nội suy nhé. Đa thức nội suy đảm bảo được tính chất rằng là cái đa thức đó và giá trị của hàm số đã cho là trùng nhau tại tất cả các mốc nội suy. Có hai trạng thái nha, dạng tiến và dạng lùi. Thế thì tại sao người ta đưa tới hai cái dạng này lận? Thì vì lý do như sau. Các bạn lưu ý rằng là khi các bạn muốn tính giá trị gần đúng của một cái hàm số x tại cái vị trí x0 nhé, hay là tại cái vị trí xn, thì lưu ý ta sẽ chọn cái đa thức nội suy dạng tiến nếu như cái giá trị tính gần đúng với x nó gần với cái mốc nội suy đầu tiên nhé. Ví dụ như là đây, đây là cái đoạn AB của chúng ta nhé. Đó, đây là A này, đây là B này. Ví dụ đây là x0 đúng không? Đây là xn đúng chưa? Thế thì bây giờ sau khi mà có các cái mốc nội suy đi này rồi, vân vân, ha. Thế thì bây giờ ta muốn tính gần đúng, tính gần đúng giá trị f của x. Trong đó x này này nó xấp xỉ là gần gần với x0, và nhớ rằng là cái x này nó phải thuộc vào cái đoạn AB nha. Nó phải nằm ở trong này. Đó, nó nằm trong này. Thế thì muốn tính gần đúng cái giá trị này này mà cái x này nó xấp xỉ bằng x0 thì các bạn sẽ dùng dùng nội suy Newton tiến. Được chưa? Dùng nội suy Newton tiến có nghĩa là cái khi mà các bạn dùng cái công thức đa thức nội suy Newton tiến thì cái việc tính giá trị của nó ra đó nó sẽ xấp xỉ chính xác hơn, có nghĩa là người ta nói là cái độ chính xác nó tốt hơn so với cái công thức nội suy Newton lùi. Lúc này là f của gì? F của x cái này nó sẽ xấp xỉ bằng nx. Ví dụ đây là x sao đi ha, x sao đó, đây là x sao, được chưa? Đấy, thế thì hai cái số này xấp xỉ với nhau vì đa thức nội suy Newton tiến chúng ta lập rồi và ta tính cái giá trị ra thôi, và hai cái này nó sẽ xấp xỉ bằng nhau, được chưa? Rồi còn cái vấn đề đánh giá sai số thì kỹ thuật đánh giá sai số các bạn áp dụng cái công thức trong cái đa thức nội suy Lagrange. Đa thức nội suy Lagrange chúng ta đã làm rồi đúng không? Sau khi có cái đa thức nội suy Lagrange rồi thì chúng ta sẽ bàn đến vấn đề đánh giá sai số đúng không? Thế đánh giá cái sự sai số giữa hai cái giá trị này thì chúng ta áp dụng cái công thức mà chúng ta đã học ở trong cái phần đa thức nội suy Lagrange nha. Đấy, vì bản chất của nó cũng chỉ là gì? Newton và Lagrange cũng chỉ là một mà thôi. Vì hôm trước thầy đã chứng minh được rồi là mọi cái đa thức mà gì các em mà nó đảm bảo được tính chất là f của x và f của x này và cái giá trị của đa thức đó nó trùng nhau như thế này thì chỉ có một cái đa thức thỏa mãn điều kiện đó thôi. Cho nên bản chất của n nx và l nx là như nhau, hả? Như nhau. Rồi. Còn trường hợp nếu như cái x sao này mà nó xấp xỉ, hả? Nếu cái x sao này mà nó xấp xỉ xn, cái x sao nó ở đây. Vậy là lúc đầu x sao nó ở đây ha. Bây giờ ta xét x sao nó ở phía này. Tất nhiên rằng nó cũng phải thuộc vào gì các em? Nó cũng phải thuộc vào trong đoạn AB ấy. Thì lúc này ta sử dụng đa thức nội suy Newton lùi. Đấy, để ta tính cái giá trị gần đúng của nó nha. Thế còn trong cái trường hợp mà cái x sao nó nằm ở khoảng giữa giữa này nè. Đấy, thì thực ra đó nó cũng có cái đa thức nội suy mà viết ở dưới dạng giữa giữa như thế này cho chúng ta. Nhưng trong cái phần kiến thức học ở đây thì thầy không không đề cập đến cái vấn đề đó nha. Trong một số tài liệu cũng như là trong các cái chương trình phần lớn các cái trường đại học đó, thì hiện nay thầy thấy rằng là chỉ có trình bày hai cái dạng đa thức nội suy loại dạng tiến và dạng lùi này thôi, chứ còn cái dạng mà giữa giữa này thì người ta ít có nói tới ha, ít có nói tới. Cho nên ở đây thầy cũng không có trình bày cho các bạn. Nếu như các bạn mà muốn nghiên cứu thêm cái phần này thì ta sẽ đọc thêm một số các cái tài liệu chuyên về cái phần giải tích số thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có đầy đủ hơn nha. Rồi, cái thứ hai nữa là cũng có khá nhiều cái tài liệu mà khi người ta viết về cái bảng sai phân này này thì người ta lập hai cái bảng, là một cái người ta lập bảng sai phân tiến, rồi người ta có một cái người ta lập bảng sai phân lùi. Thì cái loại đó liên quan về kiến thức và cách thành lập nó thì bản chất người ta cũng xây dựng ra hai cái đa thức giống nhau mà thôi. Nhưng cái cách lập cái bảng sai phân tiến và bảng sai phân lùi để phục vụ cho cái việc xây dựng các công thức đa thức nội suy Newton tiến và Newton lùi ấy, thì của các cái hệ thống tài liệu ở các trường mà mỗi trường người ta quy định mẫu khác, cho nên nó rất là khó. Ở đây các bạn sẽ thống nhất khi mà chúng ta làm việc theo cái video này
và theo bài giảng của thầy thì chúng ta chỉ thống nhất lập một bảng xe phân thôi nha. Đấy, còn nhiều cái tài liệu người ta lập bảng xe phân lùi, với cái xe phân lùi người ta ta viết cái toán tử delta nó ngược như thế này nha. Nó ngược xuống như thế này đấy, viết lùi ngược như này để lập cái bảng xe phân lùi. Thì ở đây thầy không trình bày theo cái hình thức đó, được chưa nào? Đấy là cái nội dung thứ hai khá là quan trọng ha, các bạn nhớ bốn cái công thức này nha để áp dụng trong bài tập. Rồi bây giờ ta qua cái nội dung cuối cùng, đó là gì? Đó là những cái vấn đề liên quan cũng lập đa thức nội suy, nhưng trong trường hợp rằng các mốc nội suy không cách đều mà là mốc nội suy tỉ y. Nội dung bốn nhỏ đó là vấn đề về nội suy hàm số nha, mà có mốc nội suy là tỉ y. Thế để xây dựng các cái đa thức nội suy Newton trong cái trường hợp mà các mốc nội suy tỉ y, thì các bạn phải nắm cho thầy cái định nghĩa về tỉ xây phân, vì cái phần này nó không có dùng tỉ xây phân nữa mà đã được xây dựng trên cơ sở của tỉ xây phân. Thực ra tỉ xây phân được xây dựng trên cơ sở của xây phân. Nói này, đây người ta nói là cho hàm số x mà xác định trên cái đoạn AB và chúng ta có các mốc nội suy tỉ y. Đây, từ x0, x1, biết tỉ cái nợ. Và giá trị của hàm số của fx tại các vị trí mốc nội suy y là bằng y. Thì lúc này người ta định nghĩa các tỉ xây phân sau đây. Đầu tiên là tỉ xây phân cấp 1 trước. Thế tỉ xây phân cấp 1 chính là tỉ số sai lệch giữa cái giá trị của hàm số tại các mốc nội suy chia cho cái sự chênh lệch giữa các mốc nội suy đó. Ví dụ xây phân cấp 1 thì nó có n cái xây phân cấp 1. Nhá, đây này. Cái xây phân cấp 1 đầu tiên đó là f(x0, x1), người ta ký hiệu đây nha. Thì được tính là bằng f(x1) trừ f(x0) chia cho x1 trừ x0. Tiếp tục xây phân cấp 2. Vâng, xây phân cấp 1 tại cái khoảng từ x1 đến x2 thì nó tính là bằng f(x2) trừ f(x1) chia cho x2 trừ x1. Như vậy nếu mà vân vân thì chúng ta sẽ tới gì? F của xn trừ 1 và xn gì nữa. Nhưng mà cái này nó được tính là bằng F của gì? Của xn trừ cho F xn trừ 1. Đúng không? Chia cho xn trừ xn trừ 1. Đúng không? Như vậy ở đây chúng ta sẽ có n cái xây phân cấp 1, tỉ xây phân cấp 1. Tương tự như vậy, sau khi có n cái tỉ xây phân cấp 1 thì người ta lấy các cái tỉ xây phân cấp 1 này để người ta xây dựng tỉ xây phân cấp 2. Tỉ xây phân cấp 2 á là những cái ký hiệu dưới dạng là f của x0, x1, x2. Thì f của x0, x1, x2 nó được tạo ra từ hiệu của tỉ xây phân cấp 1 f x1, x2 trừ cho f x0, x1 chia cho x2 trừ x1. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có cả thể là bao nhiêu cái tỉ xây phân cấp 2 các em? Nó sẽ có n trừ 1 cái tỉ xây phân cấp 2. Có nghĩa rằng là các bạn sẽ làm mãi cho đến gì? Nó có rất nhiều cái tỉ xây phân mãi cho đến cái chỗ này sẽ là f của gì? Xn trừ 2 này, xn trừ 1, xn, đúng không? Như vậy cái này là nó sẽ tới là f của gì? Xn trừ 1, xn đó, trừ f của gì? Xn trừ 2, xn trừ 1 chia cho xn trừ xn trừ 2 đó. Vân vân cái quá trình này sẽ được thì như vậy chúng ta sẽ có bao nhiêu? N trừ 1 cái tỉ xây phân cấp 2 đúng không? Cái này là có n cái này, cái này có n trừ 1 cái này. Như vậy vân vân trong trường hợp là tứ cấp k. Đây, trong tổng tổng quát chúng ta có tỉ xây phân cấp k nhé, là x0, x1, miết tới xk. Đây là tỉ xây phân đầu tiên này, của cấp k này. Thế được tính là bằng f x1 miết tới xk trừ cho f x0 cho đến xk trừ 1 chia cho xk trừ x0. Vân vân như vậy nha. Vân vân như vậy. Thì mãi cho đến tới xây phân cấp n thôi, tỉ xây phân cấp n thôi. Tỉ xây phân cấp n thì nó có một cái thôi nha. Nghĩa là tính từ x0 miết cho đến gì? Xn. Được chưa? Thì nó khá là nhiều. Như vậy tỉ xây phân nó cũng được xây dựng trên cơ sở của gì? Của xây phân nha. Đấy, rồi các bạn nắm được định nghĩa của tỉ xây phân rồi nha. Đấy, thế thì trên cơ sở của cái tỉ xây phân á thì chúng ta sẽ đi xây dựng các cái đa thức nội suy Newton. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải nắm sơ qua các tính chất của tỉ xây phân. Tất nhiên rằng là cái phần này thì trong cái quá trình giải bài tập thì ít ta cũng ít có đụng tới lắm ha, ta cũng ít có đụng tới. Nhưng mà cũng sẽ nhắc để cho các bạn thấy được cái tính chất của nó. Một vài cái tính chất khá là cơ bản của tỉ xây phân đó là gì? Người ta bảo rằng là cái tỉ xây phân cấp k đây này, nó có thể được tính ngoài cái cách tính bằng quy nạp như bằng định nghĩa đây nhé, bằng định nghĩa đây, thì nó còn được tính dựa vào cái công thức sau đây, đó là bằng sigma y chạy từ 0 đến k của fxy. Đây chính là giá trị của hàm số tại mốc nội suy y chia cho đạo hàm cấp 1 của omega x tại vị trí kỳ.
Trong đó omega X chính là cái đa thức này nha. Cái đa thức này chúng ta đã bắt gặp trong cái phần gì nhỉ, đa thức nội suy La Rang đúng không? Đấy. Và cái tỷ xe phân của một cái hàm số thì nó sẽ có tính đối xứng, có nghĩa là các bạn có thể thay đổi các cái vai trò của các cái biến trong này được. Cái tính chất thứ hai là tỷ xe phân của một cái toán tử tuyến tính. Tỷ xe phân đó là một cái toán tử tuyến tính chứ, có nghĩa rằng là nó có tính tuyến tính giống như xe phân vậy. Giống như xe phân. Có nghĩa là ở đây chúng ta có hai hàm f re alpha beta là các số thực, thì tỷ xe phân cấp n của nó x0 vân vân cho đến cái n được tính bằng alpha f của x0 và xn cộng beta re của x0 x tính tuyến tính, vì nó đảm bảo được cái tính chất này. Và một cái tính chất nữa cũng khá là quan trọng, nó giống như trong xe phân, đó là gì? Nếu như một cái đa thức có bậc n thì mọi cái tỷ xe phân cấp n cộng 1 của nó thì đều là bằng 0 hết. Có nghĩa là cái tỷ xe phân mà có cấp mà lớn hơn so với cái bậc của cái đa thức đó thì lập tức nó sẽ bằng 0 ngay. Nha. Lập tức nó sẽ bằng 0 này. Cái này bên xe phân nó cũng có được cái tính chất giống như này. Nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi qua cái phần trọng tâm của cái nội dung bốn nhỏ này, đó là vấn đề về xây dựng cái công thức đa thức nội suy Newton trong trạng thái là các mốc nội suy nó không có cách đều nha. Thì đầu tiên á, để làm được cái điều đó thì các bạn phải lập cho thầy các bạn tỷ xe phân. Ví dụ như ở đây chúng ta có n cộng 1 cái mốc nội suy y chạy từ 0 đến n. Đây chính là giá trị tại các cái mốc nội suy đó, là x1, x0, x1, xn trên cái đoạn AB ha. Và đây chính là giá trị của hàm số tại vị trí các mốc nội suy y0, y1, yn. Cái này nó giống y như những cái thông tin ban đầu vậy cả. Rồi. Thế thì thay vì bên kia đó, thì các bạn phải tính các cái gì? Các cái xe phân cấp 1, cấp 2, cấp n đúng không? Thì bên này chúng ta sẽ tính các tỷ xe phân cấp 1, cấp 2, cấp n. Được chưa? Đấy, các bạn phải tính cho thầy các cái tỷ xe phân. Thế thì đây là tỷ xe phân cấp 1 này nữa. Đấy, thì như vậy ở đây nó có n trừ 1 cái tỷ xe phân cấp 1. Như vậy cái f của x0 trừ x f(x0,1) này nó chính là con số được tính như thế nào? Thì các bạn lấy này. Con số này sẽ được tính này, lấy cái y1 này trừ y0 nha, chia cho x1 trừ y0 thì nó sẽ ra cái kết quả ha, nó ra kết quả này. Được chưa? Rồi f của x1, x2 là bằng cái gì? Là lấy cái y2 đó trừ cho y1, chia cho x2 trừ x1 là ra cái số này. Nha. Đấy, ra cái số này, lấy cái số dưới này trừ đây, chia cho cái số này trừ đây. Là ra cái f này. Vân vân như vậy, ta lấy cái in trừ in trừ 1, chia cho xn trừ 1 là ra cái tỷ xe phân này. Được chưa? Thấy cái cách tính chưa? Rồi, tiếp tục tới tỷ xe phân cấp 2 các bạn tính như thế nào biết không? Thầy sẽ làm mẫu một cái thôi nha. Ví dụ như f của x0, x1, x2 thì bắt làm là gì? Các bạn lấy cái tỷ xe phân cấp 1 ở dưới này trừ cho tỷ xe phân cấp 1 ở đây. Được chưa? Trừ ra nha. Rồi, sau đó lấy cái x2 này này chia cho x0, trừ cho x0 rồi chia nhau. Nha, lấy cái số này chia cho cái số này, quay trừ cho số này này. Rồi chia cho x2 trừ x0. Tương tự như vậy, f của x1, x2, x3 thì các bạn lấy cái tỷ xe phân cấp 1 ở dưới đây, có nghĩa là f gì? F(x2, x3) trừ cho f(x1, x2) và chia cho x3 trừ x1. Được chưa? Lấy cái chỉ số sau cùng trừ cho chỉ số đầu tiên. Được chưa? Đấy, vân vân như vậy. Cứ vân vân như vậy ha. Tới đây thì ta sẽ có n trừ trừ 2 cái tỷ xe phân cấp 2 đúng không? Vân vân cho vậy cho đến tới tỷ xe phân cấp n. Được chưa? Đây là tỷ xe phân cấp n, có một cái thôi này. Đấy, như vậy cái cách tính của nó đó, thì nó hơi khác khác so với xe phân đúng không? Nó có cái phép chia nữa, hả? Nó có phép chia cho cái giá trị hai đầu mút thì cũng không khó lắm để khi ta lập các tỷ xe phân. Rồi trên cơ sở có được cái bảng của tỷ xe phân này rồi này, thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành đi xây dựng cái công thức về cái đa thức nội suy Newton trong trạng thái rằng các cái mốc nội suy này nó không cách đều nhau. Đây, các bạn nhìn qua đây, trong trạng thái này thì ta sẽ có sẵn công thức luôn ha. Nhìn vô đây để các bạn để ý cái cách lập. Đối với cái dạng mà đa thức nội suy Newton tiến, trong trường hợp này thì người ta lấy cái dòng đầu tiên này, này. Đó, từ cái y0 này nhé. Đó, lấy cái dòng đầu tiên này. Đó, xuất phát từ y0 người ta viết thôi. Đây y0 này. Được chưa? Rồi cộng cho f của x0 x1 đây là tỷ xe phân cấp 1 nhân cho x trừ x0. Được chưa? Cộng tiếp cho cái tỷ xe phân cấp 2 này. F x0 x1 x2 này nhân cho x trừ x2 nhân cho quy x trừ y0 nhân x trừ x1. Nha, đây x trừ y0 x trừ. Cộng mãi cho đến tới cái tỷ xe phân cấp n. Được chưa? Thì sẽ nhân cho gì? Nhân cho x trừ y0 x trừ y1 miết từ x trừ y n.
Như vậy cái số lượng thừa số này nó sẽ tăng lên, nó tăng lên theo cái cấp của tỷ lệ phần, được chưa? Đấy, trong có vẻ là cũng không có khó gì đúng không? Không có khó gì để mà ta nhìn vô đây ta viết được cái đa thức nội suy Newton tiến trong trạng thái là dựa vào các bảng tỷ lệ phần đúng không? Rồi, đối với dạng đa thức nội suy Newton lùi ấy, trong trường hợp này thì người ta lấy các cái kết quả trên cái đường chéo này. Đấy, người ta viết lùi lại tới cái tỷ lệ phần cuối cùng là viết từ dưới này lên. Đúng không? Còn dạng tiến thì người ta viết theo cái dòng đầu tiên này, từ trái qua phải. Ở đây cũng từ trái qua phải nhưng mà từ dưới này. À, đây các bạn thấy dạng lùi của nó là IN này. Được chưa? Cộng với cái tỷ lệ phân cấp 1 XN trừ 1 XN. Như vậy chỗ này nó sẽ nhân cho X trừ XN nha. Đúng không? Đấy. Rồi cộng cho gì? Cộng cho tiếp tục là tỷ lệ phân cấp 2 ở dưới này. Tỷ lệ phân cấp 2 cuối cùng này. Thì nó sẽ là XN trừ 2, XN trừ 1, XN. Chỗ này là XN nha. Chỗ này các bạn sửa lại cho thầy là XN chứ không phải XN trừ 2 đâu nha. Đó. Được chưa? Thì chỗ này nó sẽ nhân cho X trừ XN nhân X trừ N trừ 1. Như vậy vân vân cho đến tới đây sẽ là tỷ lệ phân cấp N. Như vậy sẽ nhân với gì? X trừ XN, X trừ XN trừ 1 mãi cho đến X trừ X1. Được chưa? Đấy. Như vậy là toàn bộ cái điểm lý thuyết trọng tâm của cái dạng số 2 này là bàn về vấn đề là gì? Xây dựng một đa thức nội suy của một cái hàm số mà được chia làm hai trạng thái nhá. Như vậy tóm lại nè, ha, với một cái hàm số fx mà cho các cái mốc nội suy x0, x1, vân vân, xn trong trạng thái cách đều. Đó, thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn phải lập cho thầy cái gì đấy? Bảng xây phân. Được chưa? Đấy, cách thức là bảng xây phân thì hồi nãy thì chỉ rồi. Từ bảng xây phân, chúng ta sẽ viết ra được hai cái đa thức nội suy Newton tiến. Phải không? Và đa thức nội suy Newton lùi. Phải không? Với đa thức nội suy Newton tiến thì chúng ta còn có cái cách chuyển về theo biến t là x sẽ bằng x0 cộng th. Có công thức. Còn đối với nội suy Newton lùi thì x sẽ bằng xn cộng th. Chuyển qua hai công thức, phải không? Đối với trường hợp các cái mốc nội suy x0, x1, vân vân, xn này là không cách đều. Được chưa? Thì chúng ta không lập bảng xây phân mà lập bảng tỷ xây phân. Được chưa? Đấy. Lập bảng tỷ xây phân. Khi có bảng xây phân chúng ta cũng sẽ xây dựng hai cái đa thức là Newton tiến và Newton lùi. Được chưa? Và trong trường hợp này thì nó không có cái công thức mà viết với dạng t vì ở đây nó không cách đều. Được chưa? Thế thì trọng tâm của Newton tiến và Newton lùi là làm gì? Cái đúng không? Đấy, ta lập cái đa thức này ra để làm cái gì? Đấy, trọng tâm của nó là để tính gần đúng giá trị f x sao. Được chưa? Của một cái hàm số ha. Với cái x sao này này nó thuộc vào cái đoạn AB. Được chưa? Rồi, các mốc nội suy này là nằm trong cái đoạn AB hết nha. Đấy, các mốc nội suy này nằm trong đoạn AB. Có điều ở trường hợp trên là nó cách đều, còn trường hợp dưới nó không cách đều thôi. Thế thì lúc này các bạn để ý này, nếu như x sao này mà nó gần với cái đầu bút bên trái, nghĩa là gần với cái x0. Đấy, thì các bạn sẽ dùng Newton tiến để sắp xỉ nha. Dùng Newton tiến để sắp xỉ. Còn nếu như x sao mà nó sắp xỉ bằng xn thì các bạn dùng Newton lùi để sắp xỉ. Đấy, Newton lùi ha, hai nó có hai cái đa thức nội suy Newton lùi để phục vụ để tính cái giá trị của nó. Lúc này cái giá trị f sao này nó sẽ trùng với cái giá trị của dây sắp xỉ bằng cái giá trị của đa thức Newton, nội suy Newton này. Trường hợp tiến hay là lùi tùy theo cái giá trị x sao là nó gần ở cái mốc nội suy đầu tiên hay là mốc nội suy cuối cùng. Được chưa? Đấy, toàn bộ cái phần lý thuyết này là mục tiêu là làm như vậy. Như vậy là đầu tiên là quy tắc lập bảng xây phân như thế nào, rồi lập bảng tỷ xây phân như thế nào. Như vậy các công đoạn để tạo ra các cái đa thức nội suy Newton tiến, Newton lùi này á, ngoài cái chuyện mà các bạn phải thuộc công thức thì các bạn phải nắm được cái quy trình để lập các cái bảng xây phân và tỷ xây phân.
Được chưa? Đấy, rồi hy vọng rằng là qua toàn bộ những cái điểm lý thuyết này thì các bạn có được một cái khối lượng kiến thức khá là cơ bản. Hóa ra về vấn đề là xây dựng đa thức nội suy của một cái hàm số Fx ở trạng thái là cách đều và không cách đều cho các mốc nội suy. Được chưa? Rồi, tiết học đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua các cái phần bài tập liên quan về vấn đề đa thức nội suy Newton cũng như là những cái ứng dụng khá là thú vị của lý thuyết sai phân và tỷ sai phân. Xin chào và hẹn gặp lại các em.